chào tất cả các em. Ở video rằng hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi vào các bài tập ở trong sách bài tập của bài xoắn 6 là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp là đặt nhân tử chung. Ta sẽ bắt đầu với tập số 21 nhé. Bài 21 yêu cầu các em tính nhanh. Chúng ta có bài 21A này. 21A chúng ta cần phải tính 85 nhân với 12,7 cộng 5,3 cũng nhân với cộng 5 nhân 3 nhân 12,7. 5 nhân 3 chứ không phải 5,3 nhé. 5 nhân 3 nhân với 12,7. Thế ở đây chúng ta sẽ làm như sau. 85 này nhân với 12,7 này. 5 nhân 3 thì bằng 15, đúng không ạ? Nhân với 12,7. Thì ở đây là cùng có 12,7, các em đặt 12,7 ra là nhân tử chung. Vậy trong ngoặc của chúng ta sẽ còn 85 này cộng với 15. Đúng không ạ? Như vậy sẽ bằng 12,7 nhân với 100. 12,7 nhân với 100, kết quả chúng ta sẽ bằng 1270. Sang ý B. Ý B là 52 kem nhân với 143 trừ đi 52 kem nhân với 39 trừ đi 8 nhân với 26. Vậy để làm bài này, kem tách như sau. 52 nhân với 143 trừ đi 52 nhân với 39. Còn 8 này, 8 thì em tách bằng 4 nhân với 2 cho cô, đúng không ạ? 4 này nhân với 2 thì bằng 8 này, rồi nhân với 26. Vậy bằng 52 này nhân với 143 trừ đi 52 nhân với 39 trừ đi, kem lấy 2 nhân 26, 2 nhân 26 bằng 52. Như vậy 4 nhân với 52, tức là không lấy 4 nhân 2 mà lấy 2 nhân với 26 bằng 52. 52 nhân 4. Như thế này thì các em thấy xuất hiện 52 là nhân tử chung. Các em đặt 52 ra ngoài. Đặt 52 ra ngoài. Trong ngoặc 143 trừ đi 39 trừ đi 4. Vậy 143 trừ đi 39 trừ đi 4 thì bằng 100. Như vậy sẽ bằng 52 nhân với 100. 52 nhân với 100, kết quả chúng ta sẽ bằng 5200. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 21. Thì có thể dừng video bài giảng của cô một chút. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài tập số 52 nhé. Bài tập số 52 như sau. Phân tích các cái đa thức sau thành nhân tử. Sang bài tập 22. 5x trừ đi 20y. Vậy 22 ý A. Trừ đi 20 y. Như vậy ở đây thì nó sẽ có cái phần biến thì không có gì chung, chỉ có phần số thôi. 5 là nhân tử chung, kem đặt 5 ra ngoài. Như vậy ở đây còn x này. 20 chia 5 thì bằng 4 này. Như vậy thì chúng ta phân tích ra sẽ bằng 5 thừa số cho x trừ 4 y. Câu B là 5x thừa số cho x trừ đi 1 trừ đi 3x thừa số cho x trừ 1. Vậy các em thấy là
Đây là cái biểu thức thứ nhất, đây là biểu thức thứ hai. Hai cái biểu thức này có x trừ 1 là nhân tử chung, Kim đặt x trừ 1 ra ngoài. Kim đặt x trừ 1 ra ngoài. Đặt x trừ 1 ra ngoài rồi thì cái biểu thức bên này còn 5x. Cái này còn trừ 3x. Đúng không? Như vậy kết quả chúng ta sẽ bằng x trừ đi 1 nhân với lại là 2x. Hoặc bạn nào viết lại là 2x nhân x trừ 1 thì cũng được nhá. Cuối cùng chúng ta sẽ có ý C. Ý C ở đây đó là x này thừa số cho x cộng y này trừ đi 5x trừ đi 5y. Như vậy thừa số cho x cộng y. Các em hai cái này các em đặt trừ 5 ra ngoài. Thì trong ngoặc nó sẽ còn là x cộng y. Nhẩm lại này. Trừ 5x này. Trừ 5y. Đúng chưa? Như vậy đây thì xuất hiện x cộng với y là nhân tử chung. Các em đặt x cộng y ra ngoài. Đặt x cộng y ra ngoài. Vậy trong ngoặc của chúng ta còn lại là x trừ đi 5. Cái này đặt x cộng y ra thì còn x. Cái này đặt x cộng y còn trừ 5. Như vậy là chúng ta đã phân tích các cái đa thức trên thành nhân tử. Và đã hoàn thành xong được bài tập số 22. Tiếp theo cô và em sẽ chuyển sang bài tập số 23. Bạn nào cần thì hãy dừng video bài giảng của cô đây một chút nhé. Bài tập số 23 này. 23 tính giá trị của biểu thức A. X bình cộng với xy cộng với x tại x bằng 77 y bằng 22. Như vậy cái biểu thức của chúng ta ở đây, các em thấy có x là nhân tử chung, chúng ta biến đổi một chút. Đặt nhân tử chung x ra ngoài. Trong ngoặc sẽ là bằng x cộng với y. Cái y đứng một mình này này. Còn y, cái con x đứng một mình bản chất là x nhân với 1. Đấy, nó đứng một mình tức là nhân với 1. Vậy các em đặt x ra ngoài rồi thì trong ngoặc còn 1. Nhẩm lại này, x bình này, xy này cộng với x, đúng chưa? Đến đây rồi các em mới thay. X bằng 77, y bằng 22. Thì ta có x bằng 77 77 cộng với 22 cộng với 1. Như vậy thì nó sẽ bằng 77 nhân với 100. 77 nhân với 100 thì kết quả chúng ta sẽ bằng 7700. Giá trị biểu thức chúng ta bằng 7700. Sang ý B. Ý B ở đây là chúng ta cần tính giá trị biểu thức x thừa số cho x trừ đi y cộng với y thừa số cho y trừ đi x bằng 53 y bằng 3. Vậy ở đây các em thấy có x trừ y mà đây lại là y trừ x. Như vậy muốn đổi thành x trừ y, chúng ta đổi dấu ở đây thì chúng ta sẽ đổi dấu ở đây. Như vậy thì nó sẽ bằng x này nhân với x trừ đi y. Cô đổi cái dấu cộng này thành dấu trừ thì trong ngoặc này cô đổi thành x trừ y. Đổi dấu trong ngoặc thì phải đổi đồng thời đổi dấu ngoài. Đến đây các em thấy có x trừ đi y là nhân tử chung. Vậy các em đặt x trừ y ra ngoài. Như vậy cái phần bên này còn x
Sau khi đặt x trừ y rồi, cái phần bên này còn trừ y. Như vậy nó chính bằng x trừ y nhân x trừ y. X trừ y nhân x trừ y chính là bằng x trừ y tất cả bình phương. Trừ y tất cả bình. Đến đây, kem thay x bằng 53, y bằng 3. Thay x bằng 53, y bằng 3 thì ta có 53 trừ đi 3 tất cả bình. 53 trừ đi 3 thì bằng 50. 50 bình phương thì nó sẽ bằng 2500. Như vậy kết quả của chúng ta của cái biểu thức B này sẽ bằng 2500. Tiếp theo cô và các em sẽ chuyển sang bài 24. Bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng của cô đây một chút nhé. Xong bài 24 là bài tìm x. Vậy 24 ý A này. X cộng với 5x bình phương bằng 0. Các em sẽ chuyển cái phương trình này về dạng phương trình tích. Đúng không ạ? Về dạng phương trình tích thì nó x đứng một mình chính là x nhân 1. Vậy cô đặt x ra ngoài, trong ngoặc sẽ là 1 cộng 5x bằng 0. Vậy tích của hai biểu thức bằng 0 thì hoặc là cái biểu thức thứ nhất bằng 0 hoặc biểu thức thứ hai bằng 0. Đúng không ạ? Như vậy thì hoặc là gì? Hoặc là x bằng 0 này. Hoặc là 1 cộng với 5x bằng 0. Như vậy thì x bằng 0 hoặc là x bằng âm 1 phần 5. Vậy x của chúng ta bằng 0 hoặc x bằng âm 1/5. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang ý B. Ý B các em làm hoàn toàn tương tự như ý A. Bạn nào cần thì hãy dừng video bài giảng của cô ở đây một chút nhé. B. 24B ở đây là ta có x cộng 1 bằng x cộng 1 tất cả bình. Như vậy cái này tương đương với x cộng 1 đứng một mình thì các em cứ nhân với 1 đi. Nhân với 1 thì nó vẫn bằng x cộng 1 thôi. Được chưa? Thế hai cái biểu thức bằng nhau thì trừ cho nhau nó sẽ bằng 0. Đúng không ạ? Như vậy x cộng 1 tất cả bình này trừ đi x cộng 1 nhân với 1 sẽ bằng 0. Bằng nhau thì trừ nhau bằng 0. Có x cộng 1 là nhân từ chung, kem đặt x cộng 1 ra ngoài. X cộng 1 tất cả bình tức là bằng x cộng 1 nhân với x cộng 1. Đặt một lần x cộng 1 ra rồi thì trong ngoặc còn một lần x cộng 1 nữa. Cái này đặt x cộng 1 ra còn trừ 1. Đúng không ạ? Đặt nhân từ chung. Như vậy đây sẽ bằng x cộng với 1 nhân với x bằng 0. 1 trừ 1 thì hết rồi, như vậy còn x. Vậy tích của hai cái thừa số bằng 0 thì các em sẽ suy ra được là hoặc là x cộng với 1 bằng 0 hoặc là x phải bằng 0.
x cộng với 1 bằng 0 thì x nó sẽ bằng 0 trừ đi 1, tức là x bằng âm 1. Còn cái này thì x vẫn bằng 0. Như vậy, kết quả của câu B của chúng ta, x có hai giá trị, x bằng 0 hoặc là x bằng âm 1. X bằng âm 1 hoặc x bằng 0. Tiếp theo chúng ta chuyển sang ý C. Bạn nào cần thì hãy dừng video giảng của cô ở đây một chút. Hai mươi bốn C là x mũ 3 cộng với x bằng 0. Như vậy thì cái này tương đương với x mũ 3 cộng với x nhân 1 bằng 0. Vì x nhân 1 thì cũng bằng x thôi. Vậy chúng ta đặt nhân từ chung, có x là nhân từ chung đặt ra ngoài. X mũ 3 thì nó phải nhân với x nhân với x bình thì bằng x mũ 3, đúng không ạ? Đặt x ra ngoài thì cái này còn 1. Vì x bình lớn hơn bằng 0 nên là suy ra x cộng 1 lớn hơn hoặc bằng 1, tức là cái này nó luôn khác 0. Vì này, x bình luôn luôn lớn hơn bằng 0 nên suy ra x bình cộng 1 nó phải lớn hơn hoặc bằng 1. Mà lớn hơn hoặc bằng 1 thì cái biểu thức này nó khác 0. Cái biểu thức này khác 0 rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ suy ra chỉ cần x bằng 0 thôi. Cái biểu thức này không thể bằng 0 được, đúng không ạ? Như vậy chỉ suy ra là giá trị x bằng 0. Như vậy thì câu C này, x của chúng ta bằng 0. Bình thường chúng ta xét là hoặc là cái này bằng 0 hoặc là cái này bằng 0. Nhưng mà vì chúng ta xác định được là cái này nó luôn luôn lớn hơn 0, cụ thể nó lớn hơn bằng 1, thì cái này không thể bằng 0 được. Vậy chỉ có cái này bằng 0 thôi. Như vậy câu C thì x của chúng ta sẽ bằng 0. Cuối cùng chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 25. Bạn nào cần có thể dừng video bài giảng của cô đấy một chút nhé. Trước khi làm bài 25, các em có chú ý cho cô như sau. Không phải chứng minh mà các em được phép áp dụng luôn. Tích của 3 số nguyên liên tiếp. Các em chú ý cho cô. Tích 3 số nguyên liên tiếp. Thì nó sẽ luôn luôn chia hết cho 6. Đấy, chú ý cái này. Và chúng ta sẽ áp dụng cái này để chúng ta làm. Tích của 3 số nguyên liên tiếp thì luôn chia hết cho 6. Vậy, ở đây yêu cầu các em chứng minh. Thì ta sẽ có này, cái biểu thức là n bình thừa số n cộng 1 cộng với 2n thừa số n cộng 1. Các em sẽ đi phân tích cái này, làm sao đưa về được tích của 3 số nguyên liên tiếp cho cô. Như vậy ở đây thì có n cộng 1 là nhân tử chung, đúng không ạ? Bên này có n cộng 1, cũng có n cộng 1. Các em đặt n cộng 1 ra ngoài. Cái này đặt n cộng 1 rồi thì còn n bình. Cái này đặt n cộng 1 rồi thì bên này còn 2n. Như vậy nó sẽ bằng n cộng 1. Hai cái này có n là nhân tử chung. Các em lại đặt tiếp n ra ngoài. Vậy trong ngoặc sẽ còn n cộng 2. Được chưa? Như vậy, các em có thể viết lại, đó chính là bằng n nhân với n cộng 1 nhân tiếp với n cộng 2. Vậy đây là tích của 3 số nguyên liên tiếp. Đây là tích của 3 số nguyên liên tiếp này. N này, n cộng 1, n cộng 2. Vậy cái này thì luôn luôn chia hết cho 6. Không cần chứng minh nhé. Nhớ cho cô cứ 3 tích 3 số liên tiếp. Nguyên liên tiếp thì chia cho 6. Vậy kết luận lại. Vậy n bình thừa số n cộng 1 cộng 2n thừa số n cộng 1, cái này là chia cho 6 với mọi số nguyên n được.
thế là trên đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các cái bài tập ở trong sách bài tập của bài toán 6, phân tích đa thức thành nhân tử bằng cái phương pháp đó là đặt nhân tử chung. Cô cảm ơn tất cả các em đã dành thời gian theo dõi video bài giảng của cô. Hẹn gặp lại tất cả các em ở các cái video bài giảng tiếp theo.